MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Tại sao mình không thể nào yêu được Kiều? Tại sao Kiều lại yêu thế này? Không thể hợp. Không nhớ đâu. Em muốn nhắc tên anh hả? Cũng nãy giờ nói ra mà snub đi quá thì nó lộ ra quá thì kỳ ra. Thôi vậy thôi em giấu đi. Thôi chắc cũng em cũng ém lại luôn đó. Yeah, và mình chính là Snub D. Và mình là Khách Kiều. Cái cơ duyên kết hợp được cả hai thì em nghĩ là do thứ nhất là cái tính cách. Hai người là nhây quá. Đúng rồi. Em thấy hai người cũng có một xíu khùng giống nhau. Vui vui nhây nhây thì em nghĩ đó là một cái sự gọi là nó sẽ hợp gơ trong cái việc mà làm nhạc cũng như là diễn ở trên sân khấu. Em thấy là nó không thể hợp. Nhưng mà nó hợp rồi đúng không? Hợp không? Đúng rồi, hợp nè. Hợp. Thấy vậy chứ là hợp làm bộ, làm sai vậy đó. Làm bộ, làm tịch đó mà. Hợp. Cái này gọi giống như là chủ đề mở đúng không? Chủ đề mở. Nó cái kiểu là đại loại là thời sự. Giống như thời sự thời vậy sự đó. Thời sự sẽ viết về những gì mà mình thấy không như không có ưa đó. Ở trong cuộc sống. Nói thôi, rồi. Nói chung là nó cái kiểu đại loại của nó là không phải là kiểu mình ghét cái gì là mình chửi cái đó, nó phải vậy, kiểu chỉ là mình nói vui, nói bâng quơ về những thứ mà mình cảm thấy là chướng tay gai mắt một chút. Kiểu vui vui chứ không phải là đít mà quá căng thẳng. Đúng rồi. Không ưa hả? Để đi chưa, để tự nhiên nhớ rồi. Không ưa hả? Không ưa để coi. Nếu mình suy nghĩ ra. Kiểu hay chọc đó. Nếu mà không ưa Kiều hả? Để suy nghĩ coi. Nếu mà không ưa Kiều thì mình chỉ không ưa đúng một thứ thôi. Đó là tại sao mình không thể nào yêu được Kiều. Tại sao Kiều lại yêu thế này? Nhiều quá rồi, bây giờ em không nhớ luôn đó. Tôi là hiếu thứ tha. Quá nhiều rồi. Tôi là hiếu thứ tha. Tôi thứ tha hết. Em cứ đi theo người ta đi. Nếu mà leader của team thì mình sẽ chọn Pháp Kiều. Ví dụ như mình mà làm leader, mình nói sẽ có người nghe, có người không. Ví dụ như Hurricane cũng vậy. Hay là Gần hay là Tết cũng vậy. Nhưng mà riêng bóng hồng của team này thì nói cái gì ai cũng nghe hết. Nên là làm leader là chuẩn luôn. Nói gì cũng phải nghe, không ai dám cãi luôn. Đúng không? Đúng rồi, thì anh nói gì cho vậy luôn đi. Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Không nhớ đâu. Em muốn nhắc tên anh hả? Cũng nãy giờ nói ra mà snub đi quá thì nó lộ ra quá thì kỳ ra. Thôi vậy thôi em giấu đi. Thôi chắc cũng em cũng ém lại luôn đó. Chứ tự nhiên giờ nói tên Snub đi ra luôn thì mọi người biết hết rồi. Bình thường quá đúng không? Giấu đi em, đừng có nói cái tên nó ra. Em giấu cái này. Em nói cái tên khác đi. Nói đại đi, em biết ai cũng thua. Ngoại hình bảnh bao hả? Em nghĩ là chắc Originate hoặc là Hurricane. Tức là hai người đó là hoặc. Nhưng mà nếu mà nói tới cái tên kia là chắc chắn là duy nhất. Đúng rồi. Không, công tâm nói đến đó thiệt. Tại vì chứ phải nịnh em chồng ngoại hình không phải. Tại vì kiểu như ngoại hình á thì kiểu như ảnh cũng có nhìn ngoại hình cũng đẹp kiểu vậy. Còn một người mà chọn duy nhất là bây giờ em không có nói ra được. Đó. Em sợ nha, em sợ em nhìn hình mấy huấn luyện viên hay là ban giám khảo gì mà em sợ thiệt, kiểu như hầm hố quá đó. Mới đầu bấm nút chọn về đội, ban giám khảo nói về đội cái là em sợ. Nhưng mà về đội thì nó khác hoàn toàn. Anh Bích rất là dễ thương.
Còn em thì em thấy vui, tại vì anh Bích là em coi đó giờ lúc nào anh cũng nhây á. Em là rất nhây, nên giờ em gặp đúng anh nhây đó là anh nhây gặp em nhây á. Nếu mà nói về độ nhây thì anh Bích phải xem lại đấy, chưa biết ai nhây hơn đấy. Ok, 1, 2, 3. Quyết tâm. Quyết tâm, anh nói về điếm là cho bằng giống nhau nè. 1, 2, 3. Quyết tâm. Đợi coi, giờ điếm đi, anh điếm đi. Điếm nha. 1, 2, 3, quyết tâm. Ray, em có ưa không? Dạ ưa quá trời. Dạ vâng, chứ hết nói về Scooty đi hết. Ở cái vòng 1 thì em cảm thấy bạn phải sử dụng một nhân vật nào đó hay một cái gì đó để gây cái sự chú ý rồi bạn mới bắt đầu rap. Thì qua tới cái vòng này thì anh biết đã cải thiện cho bạn rất là nhiều. Mới đầu vào thì em cũng bị đánh lừa, xong rồi cho tới lúc Pháp Kiều ra thì trời ơi, Pháp Kiều chọc đủ nơi hết luôn. Chỗ nào chọc cũng đã hết. Rồi em rất là thích ạ. Cảm ơn. Thật ra là cái chủ đề này nó gồm rất là nhiều thứ. Mình sẽ nói về những cái điều mà mình thấy nó không hợp lý, hay là những cái thói xấu mà hiện nay ở xã hội đang có. Nên là anh muốn các bạn ấy tổng hợp rất là nhiều những thứ mà các bạn ấy cảm thấy là Hồng có ưa. Dạ, như vậy thì em thấy là bạn Pháp Kiều chọc không ưa mấy cái thứ em thích hơn. Chọc đúng chỗ ngứa hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Andre có ưa không? Tất nhiên là ưa, nhưng mà xin lỗi bởi vì vừa rồi các bạn đốt cháy khán phòng này, cho nên là Andre không nghe rõ được các bạn rap cái gì lắm, bởi vì khán giả hú hét ghê quá. Cho nên là nhưng mà Andre cảm nhận được cái năng lượng của bạn đem lại, giống như là Snoop Dogg với cả Lil Nas X trên sân khấu. Tôi thật là mình đi club mình đâu cần nghe rõ chính xác người ta nói cái gì đâu ha, coi như mình tới nó chỉ quẩy thôi đi. Anh Thái, giờ mình không hỏi anh hợp hay không nữa mà anh ưa không? I feel like you guys did a great job performing. Nhưng mà cái bản này, I feel like you guys are just, I don't know, like it wasn't your strongest song, you know? I know you guys are that much better, you know? But it's fun. And em, like Andre nói, em like compare em to Lil Nas X, but I think you could be bigger than Lil Nas X. Like, I think you could be international, you know? Anh Thái cũng ghi nhận cái thành công của mọi người. Nó minh chứng rất là rõ ràng là mọi người cùng đứng dậy. Em giải thích cho anh Thái một chút. Đối với một đoạn rap nhịp house với một cái flow mà nó linh hoạt như kiểu Pháp Kiều ấy này, thì nó sẽ hơi khó cảm. Của Pháp Kiều nó nên là ở những cái nhịp khác, và có thể là những cái nhạc cụ khác nó ôm vào trong cái phân đoạn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì em vẫn cảm nhận được đầy đủ trọn vẹn những cái gì mà Pháp Kiều muốn đem đến. Đây vẫn là một phân đoạn hay, và bạn ấy xử lý vẫn rất là gọn gàng, sạch sẽ. Và thực sự anh là một fan của em với cái flow của em trong chương trình này. Dạ, cảm ơn anh. Mặc dù vậy, mình vẫn phải công nhận là mỗi bài hát nó đều có một cái tính phục vụ riêng của nó, đúng không? Và nếu hôm nay mọi người nghĩ là hai thí sinh ở đây đã phục vụ cho mọi người một bài hát rất là sôi động, nhiệt tình, thì các bạn hãy make some noise một lần nữa nào. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.